văn hoa sang ghê su hoa văn rất là bà ni tăng na nô ta thị ta tha này đăng vi bùa tê rất là năng bà ni tăng thế na sa chế na su hoa thị hô tu ca văn vi ra găng nam bà tăng bà ni tăng và đa cha ga sa và mô ni sa ma hi tô na tê tham mê na sa ma ti kim chi đăng vi tham mê ra ta năng và ni tăng ê tê na sa kê na su va ti hô tu văn bùa ta se thô ba ri quan na di su chin sa ma ti ma nam ta ni ca nha ma hu sa ma ti na tê sa mô na vê cha ti đăng vi tham mê ra ta năng bà ni tăng hệ tê na sa chê na sô va ti hô tu dê bôn gà la a ta sa tăng bà sa tha cha ta ri ê ta ni yô gà ni hôn ti tê đa thi nay ya su gà ta sa sa va ca hệ tê su đinh na ni ha pha la ni đăng bi sang kê ra ta năng bà ni tăng hệ tê na sa chê na sô va thì hô tu dê sum bà yu ta ma na sa đan hê na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta a ma tăng vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng bà ni tăng hê tê na sa dê na su va thì hô tu dê tê ca kỳ lô bà ta vinh thì tô si ya cha tô phi hoa tê phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa kê na su wa thì hô tu dê a ri ya sa cha ni vi pha hoa yan ti gam pi ra banh nhê na su đề si ta ni kinh cha bi tê hôn ti phu sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma di yan ti đăng bi sang kê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa kê na su wa ti hô ta ha wa sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn ti sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pa tăng qua bi ya da ti kin chi cha tu ha pa ye ni cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ca tung ni đăng vi sang kê ra ta năng pa ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu kin cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căng ca ye na wa cha chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha da ya a pa ba ta di sa ba sa sa vô ta i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta vô si tăng gê ghim ha na ma se pa tam ma ning ghim he ta thu ba mang tham ma wa răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang hi ta ya i đăng ni bu te ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa ran ta đi sa di đăng vi bu te ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti ho tu ki năng bu ra năng na quang na ti sam pa quang vi ra ta chiết ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi run ha gan da ni pan te thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa kê na su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni ta ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa
Niết bàn tịnh lạc và
lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi quầy chính đứng Phật là châu báu thù diệu mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung đứng Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng diễn đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đứng Phật là châu báu thù diệu mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc kim chân niết bàn do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đứng Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung chúng thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh cung. Sa na ni a pa bo ca tung ni đam vi sang ke ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca je na ba cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta i đam vi sang kê ra ta năng ba ni tăng tê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se pa tam ma ning gim he ta thu ba mang pham ba wa rang a de sa di ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i đam vi pu tê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng bi bu thê ra ta năng ba ni tăng e tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta chê ta ya ti kê qua quát min tê khi na bi cha vi Deva Manu Sabu Chitang
Chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng, do vậy
chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, Phật ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính đến lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tháng 4 năm 2020. Thêm một ngày nữa, chúng ta có chương trình đặc biệt tu học trong thời đại dịch Corona. Thưa quý vị, khi mà đại dịch Corona bùng phát khắp nơi trên thế giới, thì người ta đưa ra rất là nhiều những thông tin, những lý giải về những hiện tượng liên quan đến coronavirus. Có một điều mà cho đến ngày hôm nay mà đa số những chuyên gia đều nhìn nhận là cái mà chúng ta biết về coronavirus ít hơn cái chúng ta không biết. Lây nhiễm trong trường hợp nào, liệu rằng mùa hè đến có làm cho virus tự biến mất, hoặc giả là tại sao có những người trẻ rất khỏe mà khi bị lây nhiễm bị chết, mà trong lúc đó thì đa phần là những người chết, những người lớn tuổi có bệnh nền, vân vân. Người ta đưa ra rất nhiều suy đoán dựa trên những dữ liệu thu thập được, và những dữ kiện này thay vì làm cho người ta xác định rõ những điều người ta hiểu thì càng ngày làm cho người ta hoang mang nhiều hơn. Thứ gì đó cũng là một phần trong ý nghĩa nội dung của bài pháp thoại hôm nay mà qua đến ngày và YouTube thì có đề cập đến rằng khi mà chúng ta nói đến khoa học thì chúng ta không nên có một cái kỳ vọng là khoa học sẽ đáp ứng hoàn toàn những vấn đề của nhân loại. Đôi khi khoa học tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Và nếu chúng ta không định đặt những giá trị rõ ràng mà chỉ chạy theo khoa học, đôi lúc chúng ta sẽ tự mình là mất phương hướng. Điều này trở nên vô cùng nguy hiểm. Đó là trường hợp của đất nước Hoa Kỳ ngày nay. Người ta đang phân vân giữa hai cái giải pháp. Một là tái kích hoạt lại nền kinh tế bằng cách cho các cơ sở thương mại mở cửa lại bình thường, hoặc giả là nên tiếp tục đẩy mạnh việc cách ly xã hội để làm thế nào mà ngăn chặn sự lây lan. Bên nào cũng có lý do riêng, nhưng mà tất cả đều phải chờ đợi trong một vài tuần tới đây, thử xem
một số các tiểu bang, số các thành phố mở cửa, mà cái mức độ đi làm có nhiều không. Nhưng mà hiện nay hai con số mà khiến Hoa Kỳ trở nên rất là đáng ngại. Trong 7 tỷ 7 dân chúng trên trái đất thì 340 triệu dân Hoa Kỳ, thưa quý vị, chỉ có tính khoảng chừng trên dưới 4%. Nhưng mà con số người bị lây nhiễm là cao nhất thế giới, đã gần sắp chỉ 1 triệu. Và số tử vong đã lên tới hơn 50.000, cao hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, kể cả Trung Quốc, kể cả Ý, Tây Ban Nha, v.v. Trước khi chúng ta đi vào nội dung pháp thoại ngày hôm nay, chúng ta hãy lắng tâm thanh tịnh lễ Phật, kính trình Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo. Sau phần lễ Tam Bảo, chúng ta sẽ trở lại với nội dung của pháp thoại chúng ta. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, vật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ. Thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, trí hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc cứu trong điện. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Thượng Tọa Minh Hạnh, bạch chư Thông Đức và thưa quý Phật tử, có lẽ chưa có thời nào mà chúng ta dễ dàng để tìm kiếm những tin tức, những điều kiện như ngày hôm nay. Chúng tôi nhớ thưa quý vị, mấy mươi năm trước khi mà phải tra cứu kinh sách thì chúng tôi thường sử dụng phần lớn, hầu hết là những quyển sách có ở trong tông kinh hay là mượn về. Cho đến bây giờ thì thưa quý vị, phần lớn những nghiên cứu thì đã dùng qua Internet. Chúng ta có một cái kho tàng dữ liệu vĩ đại. Con người là một sinh vật khao khát tri thức. Chúng ta luôn luôn muốn tìm, muốn biết. Và quả thực là từ hồi còn nhỏ, một hài nhi ở trong chiếc nôi là chúng ta đã mở mắt tò mò về thế giới xung quanh mình. Cái gì, ở đâu, tại sao, thế nào. Và sự khao khát cho tri thức nó trở thành một trong những dấu hiệu của sự hiếu học. Nó trở thành một cái gì rất là dễ tìm thấy ở trong khoa học. Những người thích khoa học hay là những người mà chúng ta gọi là khoa học gia luôn luôn muốn thí nghiệm, tìm kiếm, minh chứng những gì mình nghĩ là đúng, muốn tìm ra những định lý của đời sống
Thì thưa quý vị, bài điểm này thì khoa học quả thật thiên hình vạn trạng, không biết có bao nhiêu những hấp dẫn lôi cuốn con người. Nhưng mà trong bài viết, trong phân đoạn sau đây của quyển sách của bà Yuto, thì người đặc biệt nói đến rằng đi tìm sự thật chưa đủ, mà phải đặt để cái giá trị đúng chỗ. Những gì mà chúng ta tìm kiếm có mục đích gì, mang lại lợi lạc như thế nào? Đời sống không phải chỉ đơn thuần tìm kiếm những gì đó thì thỏa mãn tri thức. Chúng ta không có cuộc sống suốt cả 100 năm mà chỉ thỏa mãn trí óc tò mò của chúng ta, và chúng ta phải học rất nhiều những điều gọi là thực tiễn, thực dụng, có lợi lạc cho bản thân mình và có lợi lạc chung quanh. Thì tương tự như vậy, ở trong thời bệnh dịch corona đang hoành hành, ngày trên những mạng xã hội, đặc biệt là ở trên Facebook chẳng hạn, ở trên các diễn đàn, không biết bao nhiêu tin tức mà chúng ta nghe, nhưng mà những tin tức này thực sự có hữu dụng hay không? Đôi khi đã hướng dẫn người ta vào những đề tài tranh cãi, và rốt cuộc rồi nó chẳng đi về đâu hết. Chúng ta hãy lắng nghe phân đoạn sau đây được viết từ quyển Phật giáo và khoa học của người Phật giáo tôi đề cập đến vấn đề này. Chứ xin mời quý Phật tử nào phát tâm để đọc cho bài hôm nay, và xin mời quý vị Quỳnh. Đáng. Con đảnh lễ chư Tôn Đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng và con xin đọc bài kinh ngày hôm nay. Phật giáo và khoa học, trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học do Hòa thượng Hoằng Pháp Thích Tô Tỳ Kheo, Tích Tăng Quang dịch. Sáu La Mã, một vài vấn đề để cải tiến. Vấn đề phát triển chỉ có thể đề cập tới khi thực sự hiểu được cái giá trị. Khoa học thuần túy giữ vững cho là giá trị rỗng tuếch, nhưng ai cũng biết vai trò khoa học quan trọng như thế nào trong việc mở mang xã hội cận đại. Mặc dù việc mở mang do hoạt động của con người đã thấm nhuần đầy với giá trị. Khi chúng ta nhìn kỹ vào lịch sử, chúng ta tìm thấy những giá trị đã có một ảnh hưởng tế nhị trong việc sinh khởi và phát triển khoa học, bắt đầu tới đức tin và sự khao khát muốn biết sự thật của thiên nhiên, cho đến giá trị phá hoại nhất, ham muốn chinh phục thiên nhiên và sản xuất thật nhiều hàng hóa vật chất. Giải pháp về vấn đề những giá trị trong khoa học không phải là nỗ lực để loại bỏ chúng. Khoa học không cần thiết cố gắng để tránh các giá trị. Đó là vấn đề cố gắng làm sáng tỏ những giá trị và khoa học làm hay nên làm và có. Nếu không, khoa học không biết đến sẽ trở thành ảnh hưởng tiêu cực. Một ảnh hưởng có thể đe dọa phá hoại hoàn toàn nhân loại. Trong những phần trước của bài này, chúng tôi cố gắng trình bày xin liên hệ của khoa học đến những giá trị đến hai mức độ, giá trị tối thượng và giá trị tạm thời. Giá trị tối thượng là giá trị khoa học phải gắn bó để có thể đạt được chân lý tối thượng. Vì giá trị tối thượng tự nó đã là chân lý. Và như vậy, đó là một yếu tố cần thiết trong việc đạt được chân lý chủ yếu. Tuy nhiên, giá trị tối thượng điều thiện cao nhất. Hai, tự do là một lý tưởng, là một mục tiêu, và như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều về phẩm chất của khoa học nói chung. Giá trị ảnh hưởng nhất là tức khắc với khoa học là giá trị thứ yếu, chia làm hai loại. Loại từ bỏ phát xuất có sự hòa hợp, giá trị tối thượng và giá trị giả tạo xâm nhập vào khoa học do kết quả của sự thiếu phản ảnh đến các giá trị. Trong khi các khoa học gia không hiểu gì về giá trị
và không nhìn thấy sự tương quan giữa những giá trị và chân lý mà họ đang tìm kiếm. Thêm vào giới hạn phạm vi kiến thức mong muốn và việc đem lại trong việc tìm kiếm không kết quả của kiến thức tối thượng, khoa học sẽ bị lấy đi bởi các giá trị kém hơn và những giá trị phản ứng. Một số thừa hưởng từ những thế hệ trước và một số do dục vọng và ham muốn hạnh phúc trong tâm ngày nay của chính các khoa học gia. Khi những giá trị hạ đẳng này được hưởng đến tâm, khi những giá trị hạ đẳng này ảnh hưởng đến tâm, sẽ không những đương nhiên quẳng đi sự tìm kiếm kiến thức chính đáng, mà còn mang lại ảnh hưởng phá hoại, gây nên những khó khăn ngay trong hiện tại và tương lai. Ngược lại, nếu các khoa học gia hay những ai đi tìm sự thật nhận định được sự liên hệ giữa giá trị trừu tượng và thế giới vật thể, họ cũng sẽ nhận thức được muốn tìm kiếm và hiểu được sự thật tự nhiên là phải hiểu bản chất con người. Đó là con người phải hiểu chính mình và hiểu thiên nhiên chung quanh mình. Khi có sự nhận thức như thế, giá trị thứ yếu bắt nguồn từ giá trị tối thượng tự nó sẽ sanh khởi. Nhiệm vụ tự động sẽ hoàn thành khi có chánh kiến, kết quả sẽ gấp đôi. Là một, sự tìm kiếm kiến thức sẽ không bị giới hạn hay hướng dẫn sai lầm, mà sẽ trực tiếp tiến thẳng trên con đường tìm kiếm loại kiến thức cao nhất. Hai, loại giá trị thứ yếu chính đáng tự động sanh khởi và sự phát triển con người sẽ tiến hành đi đôi với việc tìm kiếm kiến thức. Nếu sự tìm kiếm căn cứ vào chánh kiến, loại giá trị chính đáng tự động hiện hữu. Loại giá trị tối thượng là một điều kiện đạt được khi nhận thức được sự thật. Không cần thiết phải tự tranh đấu để đạt giá trị, đơn giản chỉ cần mang trong tâm. Khi điều này nhận thức được, loại giá trị thứ yếu sẽ quân bình, thích hợp với giá trị tối thượng, sẽ sanh khởi. Mặc dù trên con đường đi đến hòa hợp, sự bảo đảm cho giá trị không cần thiết, vì đã bao gồm trong sự tỉnh giác được sự thật. Trong thực tế, kiến thức khoa học như vậy được chuyển vào kỹ thuật, cần thiết nhấn mạnh một số giá trị để làm sáng tỏ hướng đi của sự nghiên cứu và để ngăn chặn sự xâm nhập của giá trị thấp kém và giá trị phá hoại. Một vài thí dụ về những giá trị tích cực như sự tìm kiến thức đạt tự do từ con người bất toàn, hay tìm kiếm kiến thức để giải quyết các vấn đề và xa hơn nữa sự phát triển nhân loại, gồm cả các giá trị thấp kém như phải tranh đấu để làm cho mọi việc thận trọng với kết quả có hại tối thiểu. Cuối cùng, hiểu được sự quan trọng của giá trị giúp cho các khoa học gia nhận thức được sự được và hiểu phương cách liên kết đến giá trị mà họ phải tiếp xúc trong việc tìm kiếm kiến thức, như tham lam, giận hờn, đau khổ, ghen ghét, thèm muốn vân vân, như trường hợp của nhanh. Quan trọng hơn nữa là họ sẽ thấy giá trị của những giá trị chính đáng và biết cách làm thế nào sử dụng chúng có hiệu quả. Cuối cùng, khoa học gia sẽ có ý thức về đức hạnh và không trở thành chỉ là những đầy tớ cho kỹ nghệ. Một giá trị đứng hàng đầu cho nhân loại và hoạt động của nhân loại là hạnh phúc. Hai phẩm tính của hạnh phúc là đau khổ. Giá trị của hạnh phúc nằm sâu trong tiềm thức đằng sau tất cả những hoạt động của con người, và đó một phần thiết yếu của đạo đức. Quan niệm hạnh phúc của ta sẽ tự nhiên ảnh hưởng đến những việc làm của ta. Chẳng hạn, những giá trị của thời đại kỹ nghệ nhìn thấy hạnh phúc nằm trong sự chinh phục thiên nhiên, tại sao thiên nhiên có thể được sử dụng theo sự mong muốn của con người. Việc này đã dẫn đến những sự phát triển gây nên quá nhiều khó khăn hiện nay trên thế giới. Để giải quyết thành công những vấn đề, chúng ta phải nhìn vào sự thật của hạnh phúc và đau khổ và xem chúng đúng ra sao. Ngược lại,
nếu chúng ta không điều chỉnh lại những giá trị của chúng ta về hạnh phúc và đau khổ, chúng ta sẽ không có phương cách gì để giải quyết những vấn đề mở mang nhân loại. Để hiểu chính lại sự giải thích ý nghĩa về hạnh phúc, tóm lại, để thay đổi giá trị xã hội, không nên cố gắng trong việc tìm hạnh phúc trong việc phá hoại thiên nhiên, nhưng nên tìm hạnh phúc trong hòa hợp với thiên nhiên. Trong đường lối này, chúng ta có thể giới hạn sự thao tác thiên nhiên. Điều sẽ làm cho nhân loại nhẹ bớt khổ đau hơn là thỏa mãn lạc thú tìm kiếm. Nhân loại phải nhận thức điều nhân loại tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc từ sự phá hoại thiên nhiên. Nhân loại sẽ không tìm được hạnh phúc, ngay cả trên thiên nhiên hoàn toàn bị hủy diệt. Ngược lại, nếu nhân loại có thể vui sống cùng thiên nhiên, nhân loại sẽ chứng nghiệm hạnh phúc ngay cả trong khi phát triển tự do từ khổ đau. Nói chung, có ba giá trị chính mà các khoa học gia không tránh khỏi liên hệ là: một, giá trị trần thế mà các khoa học gia cũng những người bình thường đều có chung với mọi người. Điều này gồm có sự khích lệ hai động cơ thúc đẩy, cả tốt lẫn xấu, xảy ra trong đời sống hàng ngày trong và sử dụng kiến thức. Những giá trị như vậy bao gồm lòng ích, lòng vị kỷ, ham muốn của cải, lợi lạc, danh thơm hay nổi tiếng. Hoặc mặt khác, những giá trị vị tha như khả ái và từ bi. Hai, những giá trị liên hệ như nguyên tắc, đường hướng học hỏi nào, như ý kiến chinh phục thiên nhiên. Hai, giá trị kỹ nghệ, niềm tin hạnh phúc chỉ có thể có được do của cải, hàng hóa, vật chất. Hai, ngược lại, nguyên tắc giải quyết khó khăn và nâng cao đời sống. Ba, giá trị tối thượng mà khoa học gia phải gắn bó như một thành viên của loài người. Đó là giá trị mà lý tưởng của loài người cũng như toàn thể, như chúng tôi đã nói, cho đến nay đã không được thế giới khoa học lưu tâm. Khoa học mới chỉ là giữa đường với khát vọng biết những sự thật của thiên nhiên trên mức độ bên ngoài. Khát vọng như vậy không bao gồm vấn đề của con người hay điều kiện tối thượng. Khoa học còn nhiều việc chưa hoàn tất đối với ba loại giá trị trên đây. Còn tiếp, Nam Mô Bích Thai Giá, con xin thay mặt đại chúng trong lâm thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Thai Giá, con kính nhân Bích Đến Sư. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cái bạch chư Tôn Đức và Trương Quý Phật Tử, chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta nói rằng những dữ kiện hay là những thông tin nó là một năng lượng. Nhưng mà nói như vậy thì nó tổng quát lắm, bởi vì hàng ngày chúng ta có vô số thông tin. Nếu ví dụ như là hiện nay có rất nhiều người ở trên YouTube hướng dẫn thế nào để tự mình pha những cái xà bông rửa tay mà không cần nước, hand sanitizer, mà dùng cái chất cồn để mà sát khuẩn, sát khuẩn. Người ta cũng dạy về cách để làm khẩu trang, vân vân. Thì những thông tin này ở mặt đầu đó nó có lợi, nhưng mà bên cạnh đó, đó thì người ta lại đưa ra nhiều thông tin, mà những thông tin này thì nghe thì nghe như vậy, nhưng mà nó trở thành vô ích, bởi vì từ đó không có một mục đích rõ ràng. Đây là một thí dụ mà trên phương diện xã hội đó, chúng ta thấy nhan nhản khắp nơi. Cái đi hơn một tháng, có một ngày chúng tôi nhận được một cái email của một người Phật tử.
Vị Phật tử này hỏi chúng tôi về đại dịch và cái lời sống ký tận thế đã được truyền ở tại Âu Châu trong nhiều thế kỷ vừa qua. Thì thưa quý vị, mình mới nghe thì có vẻ như là đây là một chuyện rất là hữu ích. Một bà tiên tri đã nói về những đại họa xuất hiện giữa loài người. Mình nghe có lợi chắc, nhưng mà kỳ thật nó không phải vậy. Nó chỉ tạo nên, nếu mà nó tệ là sự hoang mang, mà nếu mà nó không tệ đó thì đó là cái việc phù phiếm cho vui. Trong lúc đó thì chúng ta cần rất nhiều thông tin khác. Thì như vậy trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, trước bao nhiêu là những thông tin, những tin tức đó đây, thì chúng ta phải đặt ra vấn đề là mình thực sự muốn là cái gì? Giá trị nó nằm ở chỗ nào? Và ở đây cũng là một bài học rất quan trọng khi mà chúng ta tu thiền. Tu thiền ở đây chúng tôi muốn nói về tu tập tứ niệm xứ. Khi một người ngồi xuống để theo dõi hơi thở, thì thưa quý vị, thường thường chúng ta hay tự tạo cho mình một cái lý do gì đó để mình ngồi thiền. Và bởi vì những lý do đó tôi xin rất là phù phiếm, nên chúng ta cảm thấy rất là chán. Ví dụ như là có nhiều người ngồi thiền đơn giản là bởi vì người khác ngồi thấy mình ngồi thôi. Bởi vì mình ngồi thiền cho biết với người ta. Ví dụ. Mà còn có nhiều cái mục đích nữa. Thậm chí có nhiều người muốn ngồi thiền để xuất hồn. Mà có nhiều người muốn ngồi thiền để áp đảo bản thân của mình. Áp đảo bằng cách nào? Mình phải thở như vậy, phải ngồi như vậy, phải chánh niệm như vậy, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, thường khi đó là chúng ta có thái độ chống chế, tạo nên những căng thẳng không cần thiết khi mà mình ngồi thiền. Chúng ta đem vào cái giờ mà ngồi thiền đó, những cái đòi hỏi mình phải thế này, phải thế kia. Ở trong một bài nói chuyện trước đây, chúng tôi có đề cập đến một người hành thiền giống như là một người bơi lội dưới nước. Công việc của chúng ta không phải là chống đối lại với nước hay là vùng vẫy phản đối nước, mà việc của chúng ta là làm sao để mình thở, làm sao để mình bơi mà nó phù hợp với cái thủy tánh. Một khi mình đã được tập luyện, đã làm quen rồi, hãy quăng xuống nước thì mình lội thôi. Bởi vì sao? Chúng ta quen thuộc với thủy tánh. Thì tương tự như vậy, khi một người ngồi xuống niệm hơi thở, một ở trong những cái khuynh hướng mà rất tìm thấy ở nhiều người, đó là sự đòi hỏi. Mình phải thế này, mình phải thế kia, phải ngồi thế này, phải thở thế kia. Và sự đòi hỏi đó nhiều khi nó đặt chúng ta vào trong một cái thế là chống đối với chính thân tâm của mình. Ở trong sự chống đối đó, chúng ta không có thuyết phục được mình để ngồi yên, để ngồi một cách an tịnh. Có ai mà lội xuống nước mà chống đối với dòng nước, chống đối với bãi biển mà đạt được cái gì đâu? Nước vẫn chảy, sóng biển vẫn ập vào trong bờ. Công việc của chúng ta không phải là chúng ta chống đối lại với những điều đó, mà chúng ta xuống nước, đi vào trong nước với một thái độ rất là thoải mái. Vì nào đã từng biết lội thì biết, trông rất thoải mái. Thậm chí mình thích tận sống, thích để sống tận hụt. Và chẳng những mình thích mà mình cảm thấy thoải mái sống đánh bào, thì mình hoặc là lặn xuống hoặc là đưa lên.
Chúng tôi nhớ rất là nhiều lần thỉnh thoảng chúng tôi có chỉ cho một vài người trong bờ biển. Để thưa quý vị, đối với phần đông người mà không biết lội đó, thì sống đâu ở bờ thì nó sẽ cuốn ra bên ngoài. Nhưng mà kỳ thật, những người mà biết lội ở ngoài bãi biển rồi, thì không phải tất cả sống lính vào trong bờ nó được cuốn dịch ra bên ngoài. Và thưa quý vị, khi mà sống đập vào trong bờ thì có một điều rất là lý thú, là chỉ có một dòng chảy, và dòng chảy đó nó cuốn ra bên ngoài, và dòng chảy đó thường bề ngang là vài thước thôi. Nếu mà chúng ta đứng nhầm cái dòng chảy đó thì chúng ta sẽ bị chịu cái lực nó cuốn mình ra ngoài khơi. Và ai mà không biết mà cứ nhắm vào trong bờ, lội người vào trong bờ thì người sẽ chết đuối. Bởi vì sao vậy? Bởi cái dòng chảy nó cuốn mạnh lắm, và chúng ta lội ngược lại mà mình nghĩ mình lội vào bờ mình lội không được. Thì người đi tắm biển phải hiểu điều là trong trường hợp đó không phải là chúng ta lội ngược vô để mình chống lại đó, mà mình phải lội ngang. Tại sao mình phải lội ngang? Để vượt ra khỏi cái dòng cuốn đó. Khi mình lội ngang ra khỏi dòng cuốn đó thì những cái sóng khác nó đẩy chạy chúng ta vào trong bờ thì mình sống được. Đó là nguyên tắc. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta tu tập niệm hơi thở và đi vào trong cái thế giới của đại tự nhiên đó, thì con người chúng ta có khuynh hướng là mình hay can thiệp, hay lầm trận lầm thượng, hay bắt mình phải thở thế này, phải ngồi thế kia, phải làm thế nọ. Nhưng mà chúng ta kiên nhẫn, đừng đặt nặng vấn đề quá. Hãy ngồi hoặc là kiết già hoặc bán già, và bắt đầu tập sống với thân tâm của mình. Thân tâm ở đây tức là hơi thở ra vào, những cảm thọ, những ý tưởng chợt đến chợt đi. Thoạt đầu thì chúng ta rất là rối, rất rối thưa quý vị. Tại sao vậy? Tại vì giữa một cái thái độ chống đối với thói quen, và cái thói quen thường nó tạo nên những cái khủng hoảng. Tương tự như là có những người quen đi ra bên ngoài, buồn lái xe đi chỗ này chỗ kia, lái xe đi chợ, đi shopping, đi coi hát, đi làm những việc khác. Nhưng thưa quý vị, bị bắt ở trong nhà buồn quá, nó mới đi ngược lại thói quen. Vấn đề không phải là ở nhà hay vấn đề trong bên ngoài, mà vấn đề ở nhà là chúng ta nên hiểu cái tự nhiên nó như vậy. Hôm nay có một cái tin tức mà được gửi đi khắp nơi, nhưng mà chuyện đó lại liên quan đến một cái county gọi là Jefferson County ở gần Houston. Thì bà thị trưởng của thành phố Beaumont ấy, thành phố nằm ở trong Jefferson County đó, thì bà đi làm móng tay. Và trong lúc cái luật của tiểu bang là những cái chỗ mà làm móng tay thì phải đóng cửa cho đến khi nào mà cái lệnh cách ly không còn. Luật của County Jefferson cũng vậy. Nhưng vì bà là khách quen mà cũng là khách VIP, bà liên lạc á, bà đến đó. Nhưng không hiểu vì lý do gì đó mà cái vị mà biện lý của Jefferson County lại biết được, cảnh sát đến được và bắt. Thưa quý vị, ở trong cái lời phỏng vấn mà chúng ta được biết qua một vài tờ báo họ ghi lại, thì bà là một thị trưởng, là người hiểu luật, và bà cũng là người ký giấy, ký lệnh cho mọi người ở cách ly, và những cái cơ sở thương mại như tiệm nail không được làm việc. Tuy nhiên bà cũng đi, tại bà bị căng thẳng nhiều quá. Bà ở nhà và cách ly, và bà có cái nhu cầu để làm đẹp. Câu chuyện đó thì nghe rất cũng hơi khôi hài, nhưng mà đó là cái bi kịch chung của chúng ta thưa quý vị. Con người chúng ta càng bị cấm đoán thì nó càng nổi loạn. Con người chúng ta
càng ức chế thì chúng ta cần càng chống chế. Vì vậy ở trong cuộc sống này, khi mà chúng ta ngồi xuống để thực tập thiền, tiếng dùng chứ để theo dõi hơi thở, thì việc đầu tiên chúng ta phải chấp nhận rằng cái tự nhiên nó như vậy. Tự nhiên là nó không có thoải mái, tự nhiên là nó muốn chống đối lại, tự nhiên là có những căng thẳng. Nhưng mà cái người mà biết cách tu là cứ tiếp tục và tiếp tục, không có làm dữ, không có làm giặc đối với chính mình. Tại vì biết làm như vậy nó không lợi ích gì hết. Và như chúng tôi nói đó là một người không biết lội nó xuống nước, việc đầu tiên làm sao cho mình biết thở. Lúc mình lặn hụp xuống thì mình biết nín thở, mình lúc ngẩng đầu lên mình biết thở, đơn giản như vậy. Và khi mình rất là quen với sự tránh rồi thì mình sẽ biết lội được, và nếu không thì biết lội hết. Thì với một người mà vào bước đầu tu tập, càng giản dị thì càng tốt, càng ít chống đối thì càng tốt, càng xuôi theo tự nhiên càng tốt. Chúng ta dùng chữ xuôi theo tự nhiên ở đây đó, có nghĩa là giống như một người bơi lội trong dòng nước, không nhất thiết gì mình phải nuôi một thái độ chống đối đó. Cái tâm mình có định, biết là tâm mình có định, mà tâm mình không có định, biết tâm mình không có định. Hôm nay mình tinh tấn, biết mình tinh tấn. Hôm nay mình lười biếng, biết mình lười biếng. Điều quan trọng là mình biết rõ, biết rõ mình đang ở trạng thái nào. Sau khi biết rõ xong, mình trở lại với hơi thở. Tại vì hơi thở đó là cái chủ cột. Nó giống như con thú hoang mà mình muốn điều phục, mình muốn thuần hóa thì mình phải cột nó vào trong cái cột. Thì ở đây là cái tâm của mình, luôn mình cột nó vào trong hơi thở. Dù là nghe một tiếng động, hay là khởi lên sự phóng tâm, hay là khoảng giả là muốn làm cái này muốn kia, ghi nhận và trở về lại với hơi thở, và trở về bằng một thái độ rất là bình thản, không có vật lộn với chính mình, không có khó khăn, cứ trở về lại với hơi thở, đơn giản như vậy. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Quý vị, sự tu tập nội tâm có thể là xa lạ với nhiều người, nhưng mà rồi đại dịch xảy ra, chúng ta đặt mình vào trong một cái thế là cách ly với xã hội, mình phải tự có kỷ luật, đồng thời có tiền. Kỷ luật là mình tuân thủ một số cái nguyên tắc nào đó được đề ra, và phải có chánh niệm là mình phải cẩn trọng. Lấy ví dụ như là nếu mà mình có việc chẳng đặng đừng phải đi vào trong siêu thị đó, thì chúng ta làm sao để cái tay của mình nó càng ít lây nhiễm càng tốt, và cái khẩu trang mình mang thế nào mà đúng đắn. Tại vì nếu khẩu trang mình nó bị dính vi trùng ở bên ngoài, rồi mình cầm một con đó, cái tay mình lại quẹt trên mắt của mình phần khác, thì cũng như không. Biết cách đeo khẩu trang, biết cách mở khẩu trang ra, biết cách bỏ khẩu trang vào trong cái bao plastic, hay là quăng vào thùng rác nếu quý vị có dư khẩu trang. Những khẩu trang bỏ đi rồi. Và nếu mà mình khẩu trang mà mình may bằng vải mà giữ lại đó, thì chúng ta cũng phải có vài cái để thay đổi. Và khi có được thì quý vị, chúng ta cũng phải làm thế nào mà trong lúc thay đổi cái tay chúng ta đừng đụng vào phía bên ngoài, và rồi giữ lại đem về để giặt. Nhưng mà chưa hết đâu. Khi mình vào trong siêu thị, những nơi mà những cái hàng hóa như là hộp oatmeal hay là những lon đồ hộp vân vân, mình đừng nghĩ là nó không có lây nhiễm. Có nhiều cái hạt li ti mà nó chứa được vi khuẩn, nó có thể rớt trên đó do những người bị lây nhiễm mà đi qua. Chúng ta đem cái đó ra một cách cẩn thận. Và rồi nó cũng đòi hỏi chúng ta có chánh niệm, để vào trong bao
và để phía sau xe cho cách xa quý vị một chút. Khi về tới nhà, chúng ta làm sao để tẩy trùng, đừng mang những cái vi trùng vào trong nhà, nó cũng là một việc đòi hỏi chánh niệm. Được, khi mà làm điều đó thì mình phải mang bao tay, và rồi mình cũng phải biết tháo bao tay ra rồi đi rửa tay. Rửa tay thế nào mà đủ xà bông, đủ độ, đủ thời gian để mình thực sự mình rửa tay thật sự không bị nhiễm trùng. Tất cả những cái điều này nó phải trở thành một phần của đời sống chúng ta mà chúng ta không thể tránh khỏi. Tại vì thứ bi, chúng tôi gọi là một phần của đời sống là bởi vì bệnh dịch. Hiện nay, bà bác sĩ Deborah Birch, một trong hai vị bác sĩ mà cầm đầu của ủy ban chống đại dịch của Tòa Bạch Ốc, bà đã tuyên bố ngày hôm nay rằng cái việc cách ly xã hội đó chắc chắn không thể chấm dứt trước cái mùa hè, chứ là phải đi hết mùa hè này. Thật ra người ta phải hiểu thêm một điều rằng khi mùa hè chấm dứt và mùa thu trở lại, dịch cúm trở lại, thì cái sự lây lan của COVID-19 đã trở lại. Thật ra thưa quý vị, bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, và chúng ta phải nói rằng chúng ta bắt buộc là phải tập sống với COVID-19, tập sống với coronavirus, và đừng ngồi đó để mà chờ đợi là coronavirus sẽ bị được chấm dứt, bởi vì thuốc chủng ngừa và thuốc trị liệu nó phải mất nhiều tháng nữa. Và điều này đòi hỏi chúng ta có chánh niệm, có kỷ luật. Và cái chánh niệm kỷ luật đó đó, nếu mà mình khéo làm thì mình học dần dần mình sẽ làm quen. Chứ tôi nhớ là ngày xưa mà có nhiều người mới qua bên Mỹ đó, bực bội lắm, là mình quen đi xe bus, mình quen sử dụng phương tiện di chuyển công cộng. Bây giờ qua kia không có xe thì không được, mà lái xe ra đường, sợ lái xe trên freeway, sợ lái xe ra bên ngoài. Nhưng rồi mọi người phải học thôi. Chúng ta phải tập thích nghi để sống sót. Ở trong trường hợp coronavirus nó trở thành đại dịch, thưa quý vị, chúng bị gián đoạn đường truyền, quý vị có nghe được chưa? Quý vị có nghe lại được không? Thế đây quý vị, nhà bên chúng tôi ngài có đề cập đến một sự việc nữa là công việc của chúng ta không phải là chống đối với thiên nhiên, và kể cả chống đối với khoa học chúng ta không làm như vậy. Nhưng mà chúng ta phải đặt lại vấn đề, cái nào là giá trị của thường thức, cái nào là giá trị của nguyên tắc, và cái nào là giá trị của tối thượng. Khoa học thì đôi khi chỉ đặt những giá trị thường thức, nhưng mà khoa học không cần đến giá trị của nguyên tắc và những giá trị mà chúng ta gọi là giá trị tối thượng. Khoa học làm lơ điều này. Cái gì thì thường thức là mình phải tìm ra cái công thức này, cái định lý kia, và chỉ tìm để cho có tìm thôi, mà chúng ta không có một mục đích gì khác. Đôi khi ta tìm trong cái luật gì đó, nhưng mà ta hoàn toàn không cần biết là cái mục đích nó có lợi hay không có lợi. Thì Phật pháp nhắc nhở rằng ở trong cuộc sống của con người, học là một chuyện tốt, nghiên cứu là một chuyện tốt, nhưng mà trong học cái nghiên cứu đó thì con người phải có một cái giá trị tối thượng, là làm sao làm lợi lạc cho mình và lợi lạc cho những người chung quanh mình. Nếu chúng ta không có chịu lưu tâm về những này thì thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp vấn đề là một lúc nào đó chúng ta không có giá trị gì ở trong cuộc sống. Mà ở đây người nói rằng đó là một cái giá trị rỗng tuếch. Rỗng tuếch ở đây tức là cả đời mình lo tìm cái này tìm cái kia, rồi cuối cùng mình không thấy có giá trị gì để đi theo hết. Chúng tôi có quen với một
anh Phật tử ở San Diego, anh theo học tiếng Anh và rất là ít người học, đó là ngành nghiên cứu về cá heo. Và Đại học California State University ở San Diego cũng có một cái số người dạy về điểm này. Có lần anh nói chuyện với Ngài Hòa Thượng Hồ Giác á, anh nói rằng trong lớp học của anh chỉ có vài học thôi, mà thực sự học ra PhD mà chỉ chương về cá heo á, thì nó cũng là một chuyện rất là đặc biệt. Mai mốt ngoài SeaWorld ra, ngoài một số các cái nơi nghiên cứu về hải dương học ra, thì không biết là đem cái nghề cho bạn đi học cho, đem sử dụng vào đâu nữa. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây thì chúng ta phải nói rằng khoa học đã tạo nên một số những lĩnh vực nó chỉ thuần về nghiên cứu, nhưng mà không có định đặt cái giá trị thực sự là cái sự nghiên cứu đó nó phải dựa trên cái giá trị gì. Ở trong Phật Pháp, nhiều khi Đức Phật Ngài dạy những câu là dù học nhiều kinh điển nhưng mà phóng dật không hành trì, thì như một đồng mà đếm bò của người khác thì không có hưởng được sao môn hạnh. Ý Đức Phật cần nói rằng dù một vị tỳ kheo biết rất nhiều kinh, có kiến thức rất là rộng, nhưng mà không có tu tập, không áp dụng, thì giống như một đồng mà đi chăn bò dùm cho người khác chứ mình không được hưởng, không được mục đích phạm hạnh. Và đôi khi Đức Phật Ngài cũng dạy rằng ai sống 100 năm không thấy được pháp diệt không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Mà cũng có nhiều trường hợp người ta đến hỏi Đức Phật những câu hỏi bâng quơ về tri thức, thì Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài không trả lời vì những điều đó. Và Ngài nói rằng xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự thoát khổ, hay là con đường thoát khổ. Đơn giản như vậy. Khi nói sự khổ và con đường sắc thoát khổ là có cái mục đích rõ ràng. Thế vì khoảng thập niên 60 thì có một vị cao tăng ở vùng Đông Bắc Thái Lan, ở trong chiến tranh Việt Nam, Ngài Chân Sa. Lúc bây giờ có một vị tăng sĩ, có một vị tỳ kheo tên là Sumetho, gốc người Mỹ, đến để xin được tu học ở chùa Ngài. Thì thưa quý vị, Ngài ra điều kiện để Ngài nhận, đó là mỗi người sống sao phải chấp nhận sống như vậy, không có đòi hỏi hơn được. Thì đúng là có một vài người còn nghĩ rằng ông sư mà có đệ tử mà người da trắng là điều hãnh diện lắm, lẽ ra Ngài nên có một số biệt đãi, một số ưu đãi. Nếu bị này hoan hỷ ở lại tu học. Nhưng mà thưa quý vị, theo nhiều người đó, thì cái vị tăng sĩ trẻ tên là Sumetho đó, khi đến với Ngài Chân Cha đó, thì bị Ngài huấn nhục nhiều hơn là các vị tu sĩ bình thường. Tại vì Ngài nói rằng những người Tây Phương đó, họ ngạo mạn, học nhiều quá, lý sự nhiều quá, bây giờ phải tập cho họ sự kiên nhẫn. Mà đôi khi Ngài đẩy họ đến cái mức độ gọi là gần tới cái bờ mé cuối cùng của sự kiên nhẫn thì chịu đựng được. Nhưng mà quả thực về sau này thì có rất nhiều đệ tử ngoại quốc đến tu học với Ngài, và họ có những thành tựu rất là đáng kể. Ngày nay họ rất nhiều cái chùa khắp ở nơi trên thế giới. Thì điều mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là một trong những cách dạy của Ngài Chân Cha đó, là Ngài chỉ cho người ta thấy rằng cái mục đích cho rõ ràng, mình tu làm cái gì, ngồi thiền để làm cái gì, chứ không phải vô đi để mà thỏa mãn tri thức. Nếu thôi nếu vô đi để mà thỏa mãn kiến thức đó, thì về Bangkok ở đó có nhiều trường đại học, mà bao nhiêu người tốt tiến sĩ ra trường nhưng mà không có nghĩa là người tu được. Và vì vậy một điểm mà Ngài nêu lên ở tại đây, và giống như là Bà Giúp Tô vừa đề cập đến,
đó là khoa học phải đặt lại giá trị của cuộc sống. Nếu không thưa bị, chúng ta sẽ đi vào cõi mênh mông. Chúng ta thấy hàng năm đó, người ta tạo không biết bao nhiêu những mẫu điện thoại cầm tay, gọi là smartphone, điện thoại cầm tay thông minh. Nhưng mà liệu rằng có người chạy theo đó, người ta có định đặt một giá trị gì thực sự cho những điều này hay không? Hay là chỉ chạy theo mà chạy theo thôi? Đôi khi chúng ta lạm dụng, đôi khi chúng ta đi quá xa và chúng ta không thấy được cái hệ quả. Thì với một người tu tập thiền định của mình, người đó có một mục đích rất là rõ ràng là làm sao mình có thể sống với thân tâm mình, làm sao mình có thể chú ý với thân tâm mình. Còn nếu mà mình chú ý mà mình thấy chán quá, mình chỉ lo để ý đến chuyện khác không, thì chúng bị muôn đời, chúng ta cũng thả mồi vặt bóng, chúng ta không giữ gìn là chính mình. Nhưng mà Đức Phật và các vị thánh đệ tử đã cho thấy rằng chúng ta có thể sống an lạc với chính mình. Một cái lời khẳng định mà Đức Phật đã từng làm, ngày bỏ cung vàng địa ngọc, ngày vào rừng sâu, nhiều người đệ tử Đức Phật làm như vậy. Và ngày hôm nay ở trong thời kỳ đại dịch, chúng ta có nhiều cái điều kiện sống một mình, nhưng mà liệu rằng chúng ta có tận dụng được thời gian đó, chúng ta có hoan hỷ được điều đó hay không? Thưa vì có lẽ trong từ 18 cho đến 24 tháng sắp tới đây, cả nhân loại trước khi mà cái thuốc chủng ngừa COVID mà được đưa ra, thì là lúc mà chúng ta phải bắt đầu để có những cái sự trang bị, có được sự huấn luyện của chính mình, làm thế nào để chúng ta có khả năng sống một mình. Khả năng đó vô cùng quan trọng lắm. Cái khả năng đó đặt để chúng ta là khi mình sống một mình làm sao mình cảm thấy an lạc, cảm thấy quan hệ. Điều vật lý là nhiều người bình thường á, than là mình mệt quá, không có thời giờ sống cho mình, bận rộn việc làm. Nhưng mà đến khi mà có nhiều thời giờ ở nhà quá, thì sống cho chính mình không có đã đành rồi, còn không thể sống cho thân nhân mình được. Và cứ mong là làm sao hết bệnh dịch mình đi ra bên ngoài bình thường, trở lại đi làm việc. Như Định Công Sơn biết câu là khi ta về lại nhớ ta đi. Đôi khi mình đi làm thì muốn ở nhà, mà ở nhà thì muốn đi làm. Chúng ta giống như cô lần đó, không một chỗ. Chưa, quý vị có nghe lại được không? Dạ. Và do vì ngày mà giữa tôi trong đoạn này, ngày có một sự khẳng định là ngày nay chúng ta thường chạy theo khoa học, còn đằng sau đó là kỹ thuật. Nhưng mà nếu khoa học và kỹ thuật không có một giá trị được định đặt rõ ràng, không có một mục đích rõ ràng, thì đó là một phiêu lưu vô cùng tận. Và con người càng ngày càng trở nên máy móc. Chúng tôi có nói chuyện với một số các phụ huynh
các phụ huynh than là con cái bây giờ nó mê cái iPad, nó mê internet hơn là nó cần tới cha mẹ. Mà đôi khi sống trong gia đình với cha mẹ ông bà mà nó lại không muốn có tới, rất là khó khăn. Điều đó chúng ta hiểu, chúng ta rất hiểu. Tương tự là các em bây giờ về có internet, có iPad, đâu có muốn lân la với cha mẹ với ông bà. Hồi xưa thưa quý vị, chúng tôi còn nhỏ đó, sợ cha mẹ ông bà lắm, nhưng mà thích nghe kể những câu chuyện, chuyện Tiếu Lâm, chuyện Hài Hước, chuyện Đông Tây, Kim Cổ này nọ. Bây giờ các em không còn thích những chuyện ấy nữa. Mà nó trở thành cái trường hợp là chúng ta không cần nhau ở trong cuộc sống này. Chỉ như vậy đó, khoa học kỹ thuật là cái giá trị trong đại dịch Corona. Thưa quý vị, người ta nhận ra một điểm là coronavirus gây ra rất nhiều cái khủng hoảng về kinh tế, xáo trộn cuộc sống, nhưng mà không phải tất cả đều là vô bổ vô nghĩa. Họ nói rằng có những thành phố như tại Trung Quốc, người ta cứ lo sản xuất hoài và tiếp tục làm ô nhiễm đến nỗi mà ra đường phải mang khẩu trang, trước đây bị hơi thở độc quá, không khí độc quá, ô nhiễm quá. Bây giờ sau vài ba tháng đại dịch, giảm bớt xe cộ, cắt giảm mấy ngưng lại, thì người thấy rằng không khí được lọc sạch hơn nhiều. Người thấy có những con sông, những cái con nước rất là ô nhiễm như ở thành phố Venice chẳng hạn. Và điều tệ hại là ở tại Ấn Độ. Vì nào sang Ấn Độ rồi thì biết rằng Ấn Độ hết sức là ô nhiễm. Vì một quốc gia nghèo mà con người sống chật chội, cộng thêm là kỹ nghệ đang phát triển một cách mạnh liệt, người ta sẵn sàng thải lên ra trên bầu trời bao nhiêu là khí độc của các nhà máy, thải xuống các con dòng nước bao nhiêu là những cái độc tố mà do những cái hãng xưởng họ không có khả năng để xử lý nước thải. Nhưng mà nhờ vào đại dịch thì chúng ta cũng nghe nhiều cái chuyện bi đát ở Ấn Độ, nhưng mà trong những cái bản đồ ở chung gần đây thì cho thấy rằng thành phố nào mở tại Ấn Độ lớn như Chennai, New Delhi, Mumbai không biết, đều giảm thiểu rất nhiều cái phương diện ô nhiễm, một điều mà con người tưởng chừng không giờ làm được. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta trả một giá rất đắt cho sự phát triển của xã hội. Chúng tôi nhớ là khi mà chế độ cộng sản Đông Âu sụp đổ đó, mà lúc đó ở bên Đông Âu ô nhiễm lắm, ô nhiễm đến nỗi mà như ở Warsaw là ở chỗ thủ đô của Ba Lan á, có nhiều người họ đào hầm ở dưới, xuống dưới hầm ở mà ít ô nhiễm hơn ở trên mặt đường, bởi vì chế độ cộng sản thời bên Đông Âu á, họ chỉ đặt nặng vấn đề sản xuất mà không ai nghĩ đến việc môi sinh. Rồi về sau này người ta nhận ra một điều rằng chỉ mãi mê thôi sản xuất không đủ, mà người ta phải gìn giữ lại bầu trời này, mặt đất này, cái môi trường sống này cho nhiều thế hệ, cho bản thân của mình và cho con cháu nhiều thế hệ về sau này. Như vậy thì sự phát triển của xã hội, sự phát triển khoa học phải đặt lại toàn bộ. Và hôm nay thưa quý vị, Hoa Kỳ đang đối diện với một câu hỏi khó. Chúng ta nên tiếp tục cách ly xã hội để chống lại lây lan, hay là nên mở cửa lại các cơ sở thương mại để kích hoạt nền kinh tế đang bị lưng trệ? Quyết định nó không dễ dàng, hoàn toàn không dễ dàng. Nhưng dù sao đi nữa thì một khi một người đã biết được một mục đích rõ ràng thì chúng ta chấp nhận, hoặc là hy sinh cái này, hoặc hy sinh cái kia, hoặc là thỏa hiệp để tiếp tục tồn tại. Đó là vậy điều chứ không với quý Phật tử trong ngày hôm nay pháp thoại theo phân đoạn mà Ngài Cư Sĩ Tô viết ở trong quyển Phật Giáo và Khoa Học.
Bây giờ thì thưa vị nhờ Đại Đức Thiều Tri hoan hỷ đọc ở một phần kinh Ratana Sutta, rồi xin Nguyên Thông đọc một phần những kinh tạng, xin cô Dự Tệ Duyên đọc một phần. Và sau khi đọc xong thì có vị nào phát tâm đọc cho phần tiếng Việt và chúng ta trở lại để nói thêm về ý nghĩa của bài kinh Châu Á, và sau đó là một số thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Như cung kính ảnh lễ cho tôn đức thầy trọng quý Phật tử, xin phép được đọc bài kinh Ratana Sutta. Panithanato patha yatatha gata tasaparamiyo dasa upaparamiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha parichage tiso chariya bachima pavve gappa wakkanting chating apinikamanang bathana chariyang bodhi banlan ke marawichayang sabbang yutang nyana patigwe thang navaloko taratham me tisabbe bime buddha gune awachi toawe saliyat tisubakara rantare sutiyat Marate paritang karanto ajasma ananda thero Uyakaruna chitang upatabe toa koti satasahase Suchakawale sudegwata Yasanam patigan hanti yeng chawe saliyam bure roga manosadope kasamput Tanti vithang payang kipa mantara thabe siparitantang panamahe Janitha putani samagatani pummani vajani vantalikhe sape vaputa Sumana bhagwanto atho visakka chasunantu pasitang tasmahi putani sametha sape Metang karota manusiya bajaya diwacarato chaharanti ye paling tasmahine rakkata apata Yakinchivetang ithawahurangwa sakke suwayang ratanang panitang Nano samang apti tathagate nairambibuthe ratanang panitang Etena satyena suwati hotu Kayang viragang amatang banitang yadachaga sakyamuni samahito Natena thamme na samathikinchi idambe thamme ratanang banitang Etena satyena suvati hotu Yang buddha setho pariwanna yisu chin samathi namana Kanya maho samathi nate Na samo na vichati idambe thamme ratanang banitang Ethena Sugata Hotu Ye Pukata Atasat Basat Tari Etani Yugani Honti Dakhya Sugata Sas Etani Mahapani Dambisankhera Panitang Ena Satchena Suvati Hotu Yesa Pacho Manasadan Heka Minogo Tasanam Hite Bhati Bhata Gaihala Thamuthani Thing Chamana Dambisankhera Tanitang Ete Satchena Suvati Hotu Yathing Dakhi Wing Sosiya Chato Sambakambi Tathupamang Sapurisang Vadami Yo Adachani Awe Chasati Dambisang Panitang Ete Nasache Nasiho Ye Apakwanti Dampi Dina Sutani Gintantu Pusapa Natepa Wamadi Yanti Dambisang Kheratanang Panitang ete
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh Sư Phụ Giác Đẳng. Tiếp tục đọc bài kinh Ratan Sutta. Trước hết là con xin đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Giáo Pháp và đảnh lễ Chư Tăng. Padita nato putta yata tagata sadasa paramiyo dasa upapa ramiyo dasa paramattha paramiyo pancha maha pariccha geti so chariya pakkima pavega pavakang tin cha tin afini kamanang patana jariyang bo di palan ke ma ravichayang sabban yutanya na pati ve thang na valo kutara thamme ti sabbe pi me buddha gune ava chi toa ve sa liya ti subhaka rang tare sutiya maratin parittang karonto ayasma anang de thero viyakaru nya chittang upathape toa ko tisata sahase chuchakkavale sudevata yasanang patigang hantiyang javesa liyang pure roga manusadupi samputang tivithang fayang khipamang tarathape chiparittang tang Vana mane yani da phuta ni samagata ni phumma ni vaya ni va antalikhe Sabbe va phuta sumana phavang tu atho bisakkaccha sunang tu phasitang Tasma hi phuta ni sametha sabbe meitang karotama nusiya pachaya ni va charato chaharang tiye balin tasma Inera kata apamata yang king tivitang itewa hurang vasakge suvayang ratanang panitang nano samang atitata gate na idam bibuate ratanang panitang ete na sakche na suvati ho tukayang viragang amatang panitang yada chaga sak yamuni samahito nate na thamme Na samati kinchi idam bi thamme ratanang panitang ete na sakche na suvati ho tu yang buddha seto parivana ji suchin samadhimanam tarikanyamau samadhinate na samo na vichati idam
bi thầm mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê pu gà ra a tha sa tăng pa sa ta chạc ta ri ê ta ni yu ga ni hô tiểu tê đa kỳ nê ya su ga ta sa sa va ca ê tê su di na ni ma hap pa la ni i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê su pa yu ta ma na sa đa n hê na ni ka mi no go ta ma sa sa nam hít tay pa ti pa ta amatang vi ghe ya la da mu da ni bu yên phung cha ma na i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ya thiên đa khi lô pa thái vinh si tô si ya cha tu phi va tê Vya sam bam pi yo ta thu pa mang sap puri sang va da mi yo ari cha sắc cha ni a vek cha pa sa ti i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha ni vi pa va yang ti gam phi ra pa an nhê na su đê chi ta ni kinh cha bi tê hôn ti phu sa pa ma ta na tê pa vang a ti ma ma ni yang ti i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa và ta gia sở thẩm ma cha hi ta pha văn thì sắc ca và điếc thì biết di kiến chi tăng cha si la pa tăng và bị gia đa thị kiên chi cha tu hà pa dê thì cha biết mà mùa tô cha cha phi tham na ni áp hòa bồ ca tum y đầm bị sẵn khê ra ta năng và ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kiến cha bị số cam măng cà rô chì pa bác căng cà dê nà va cha dù đá chê ta xả va áp phá bô sô ta xả phá tiết cha đa và áp phá bá đa ni thật phá đa xả vô ta y đàm bị sẵn khê ra ta năng phá nhị tăng ê tê nà sẵn chê nà su va thi hô tu va na bà gâm bê giá tha phu si tạc ghê ghim ha na ma se pa tha ma smin ghin he ta thu pa măng tham ma va răng a de sa di nip ba na ga min ba ra măng hi ta ya y đam bi bua thê ra ta măng ba ni tăng e tê na sạc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô tham ma va răng a de sa di y đam bi bua thê ra ta năng ba ni tăng e tê na sạc chê na su va thi hô từ khi năng pu ra năng na văn na thì sam pha văn vi ra ta chỉ ta và tí cây pha vát mìm tệ khi na pi cha a vi ru ni chẳng đa ni băng thiền thị ra giá ta văn pa di bồ y đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụ ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng bu đa hăng nam ma sa ma su va thi hô tu ya ni đa phụ ta ni sam ma ga ta ni phụ ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đa hăm mang nam ma sa ma su va thi hô tu ya ni đa phụ ta ni sam ma ga ta ni phụ ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang ga hăng nam ma sa ma su va thi hô tu di nam mô bổn sư thích ca mâu ni. Con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta vậy con xin được trao mai lại cho người kế và xin chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Mời cô Đu Nữ Tự Nhiên. Dạ, sa thú lành thay, dạ kính tri ân đại đức Minh Thông. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Ratana Sutta. Và cảm ơn Nhật Quỳnh đã bót bài. Banita na to ba ta ya ta ta ga ta sa da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa ba ra ma ta ba ra mi yo bành cha ma ha ba re cha re tích so cha di ya pa chi ma pa quê ga pa qua cần tình cha tình a phi ni ka ma năng
Bà thà nà cha đi dân bồ thi bành lành kề mà ra với cha dân sáp bài yêu tài nhà nắp bà thi quê thằng nà quá lô cú ta ra thầm mê thi sắp bê. Bì mê bù ta gu nê à quá chi tòa quê xà lý gia thi su bà ca ràn ta rê su thi dạ mà ra tình bà rê tăng. Cà ròn tô à giác mà à nằm đáp thê rô quý gia ca rô nha chi tăng. Upata bê tòa cô tí sa ta sa hát xê su chắc ca hoa lê su đê quá ta. Gia sa năng bát tí gần hành tí dành cho quê xa lý dâm bố rê rô gà mát nô sa đô phê ca xăm phô tàn tí vi thăng phá dân. Thì bà mạng ta ra thà bê sĩ bà rê tân tâm phà nà mà hê. Ya ni ta phu ta ni sa ma ta ni om ma ni wa ya ni wa an ta li kê sa bê wa phu ta su ma na pa wan tu a thô bi sa can cha su nan tu pha si tăng. Tas ma hi phu ta ni sa me ta sam bê me tăng ka ru ta ma nu si ya pa cha ya di wa cha ra to cha na ram ti ye. Ba liền tas ma hi ne ra ka ta a pa ma ta. Dân kinh chi quy tăng ý ta hòa hú răng hòa sáng ghê su hòa dân ra ta năng ba ni tăng năn nô sa măng ngạ tí ta thà gắt tê na ý đầm bi phu thê ra ta năng ba ni tăng. Ê tê na sa chê na su hòa thi hô tu. Ca dân quy ra gần á ma tăng ba ni tăng giác ta chá gà sát giá mu ni sa ma hi tô na tê na thầm mê na sa ma thi kinh chi y đầm bi thầm mê. Ca ta năng ba ni tăng ê tê na sa chên na su hòa thi hô tu dâm vô tha sê thô. Ba đi hoàn na di su chinh sa ma thi ma na ta đi ca nhâm ma hu sa ma thi na tê na sa mô na quê cha thi y đầm bi thầm mê ra ta năng ban ni tăng hệ tê na sa trên na su hoa thiêu tu. Dê bục gà la a tha sa tăng ba sa tha cha ta đi ê ta ni du gà ni hồn ti tê đắc ki này ya. Su gà ta sa sa vá ca ê tê su tình na ni ma ha pa la ni đam vi sang khê ra ta năng ban ni tăng ê tê na sa trên na su hoa thiêu tu. Ye sapa yuta manaksa tanahe nanika mino go tamasa sanam hite patipata amatang vigayalata mutane puting buon chamana idam visankhe ratanang banditang ete nasache nasuwati hotung. Gia thình đắc khi lô bà tha quỳnh si tô si gia chất tô phi hoa tê phi ác xăm bác cầm vi dô ta thù ba măng sắp bố bí xăng quát đà mi dô. Ariya sát cha ni ốc quê chấp ba sư tí y đàm bí xăng khê ra ta năng ba ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa thi hô tu. Ye Ariya sát cha ni vi phá quá dàn tí gầm phi nắp bành nhê na su đê si ta. Ni kinh cha bi tê hồn chi vô sa pa ma ta na tê pa quang a tha ma ma đi dành ti y đam bi sẵn khê. Ca ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa ti hô tu. Sa ha hoa sa đa ta na sam ba đa gia ta gia su tham ma ca hi ta pa quang ti sa ca. Gia đê chi vi chi ki chi tăng chất sĩ lô pha tăng hoa bí gia đa thi kinh chi chất tu ha ba dê hi chất quyết và mua tô. Cha cha phi thà na ni a pháp bồ ca tùng ít âm vi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng. Ê tê na sa chê na su hoa ti hô tu. Kinh cha bi kinh cha bi so cam măng ca ro ti pa pa căng ca ye na wa cha yu da che ta sa wa pa bo so ta sa ba ti cha da ya pa pa ta di ta pa ta sa wu ta i dam bi sang khe ca ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu.
Lục Cảnh có nghe âm thanh của Thầy Duyên không ạ? Thầy Duyên thấy nó đứng im. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, tới đoạn nó đứng lại cái tự nhiên không có nhớ đồng ấy. Quan áp bơ gầm bề yết tha phút si tát ghê ghim hà nam mạp. Quan áp bơ gầm bề yết tha phút si tát ghê ghim hà nam mạ sê bát tham mát nhìn ghim hê ta thù ba măng. Thầm qua rằng á đề sa di nip bà na gà mình bà ra măng hít ta giá y đàm vi phút thề. Ca tăng năng bên ni tăng hệ tề na xoa chê na su hoa tí hô tu. Qua rô qua rành nhô qua ra rô qua ra ha rô an nu ta rô thăm qua răng. A đề sa di đàm bít bút thề ra tăng năng bên ni tăng hệ tề na xoa chê na su hoa tí hô tu. Khi năng bú ra năng na quăng na tí xâm phá quăng huy ra ta chít ta và tí kê phá quạt nhìn. Tề khi na bi cha a quy run ni chan da ni ban ti thi ra ya tha yam ba di bo i dam bi sang ke ra ta nang ba di tang e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni pham ma ni wa ya ni wa an ta li ke ta tha ga tang đề qua mình nuốt sắp bù chi tăng bút thăng nằm mà xa mà su hoa tiêu tu. Dạ ni ta phụ ta ni sa ma ga ta ni phẩm ma ni qua ya. Ni qua anh ta lít khê ta tha ga tăng đề qua mình nuốt sắp bù chi tăng thẩm măng. Nằm mà xa mà su hoa tiêu tu. Dạ ni ta phụ ta ni sa ma ga ta ni phẩm ma ni qua ya. Ni qua anh ta lít khê. Ta tha ga tăng đề qua man nô sa bu chi tăng sẵn khăn. Nam ma sa ma su wa thiêu tu. Dạ, Thầy Duyên đã đọc bài xong và xin sám hối với đạo tràng. Lúc Thầy Duyên đọc tới đoạn 11 là nhỏ em nó làm cái rầm, Thầy Duyên giật mình rồi cái màn hình cái nó chớp nó tắt. Cho nên là mất mất đoạn. Dạ, rồi bây giờ con đã đọc xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời Nhật. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tài Duyên. Nhà Nhật Quỳnh thấy xích nó từ mẫn chắc lên điều gì Nhật Quỳnh không hiểu. Nhưng mà Trang Trọng Hiệu kêu Nhật Quỳnh đọc bài thì Nhật Quỳnh đọc bài nha. Nếu có gì sai sót xin tha thứ dùm. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt kêu Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kinh Châu báo, Tôn giả Ananda với tâm từ vô lượng trì tụng Kinh Châu báo, suốt tròn cả đêm dài ba vòng thành Vesali, đem tất cả ân đức của Đức Như Lai Đại Lực, là người Ba La Mật, mười thượng Ba La Mật, mười thắng Ba La Mật, năm pháp đại thi xã, ba hạnh nguyện độ sanh. Trọng kiếp chót gian trần, xuất gia thành giải thoát, khổ hành nhiệm đạo màu, chiến thắng đại ma quân, đại nhật thiết chủng trí, chứng chính pháp siêu thàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới, đều vui mừng lãnh hồi, Kinh Châu báo y lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và dịch bệnh cùng phiên nhân quay nhiễu trong thành vệ xa ly, thay điều được tan biến chung đệ tử nhất tâm trì tụng Kinh Châu báo. Gia ni thấp con xin chấm hối chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này, rồi giới tâm bi mặn năm năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hưởng phước lành lãnh chư thiên, những vật quý trong đời chôn này hai nơi khác, cả châu báu cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiền thể. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, với mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não,
Ơt Thích Ca Mâu Ni, chân pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do về kinh chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân hôm này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại lạc trú, Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy kinh chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thành tam vị bốn đôi là những bậc ưng cúng đệ tử đấng thiền thề, được tri giả trang tháng cúng dường đến các ngài, hướng vô lượng công đức. Do vậy kinh tăng chúng là châu báu thiệu diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục với ý chí kiên trì, theo chân chánh phụng hành lời Đức Phật điều ngự, chứng đạt quả Như Lai, thệ nhập đạo bất tử, lạc trụ hòa tịch tịnh. Do vậy kinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Vị như cột trụ đá khéo chôn chặt xuống đất, dầu bổn hướng cuồng phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ từ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tam pháp thế gian. Do vì kinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu Đà Hoàng chân tri lý thanh đế, được Đức Gotama khéo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kịp thứ tam. Do vậy kinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiện và hoại nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy kinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc thánh tu Đà Hoàng dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hai y cũng không hề che giấu, được xứng danh hiền thánh. Do vậy kinh tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc là thủ thắng, lợi ích chúng hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Do vậy kinh Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liệu thông thập vô thượng, bàn vô pháp vô thượng, truyền đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chấp trong cảnh trong sanh hữu đời sau, bởi tham muôn đà đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc trị chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chủng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đành lệ được bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đành lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đành lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đành lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.
chúm thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây. Hai chánh lễ tăng chung bậc như đức được chư thiên nhân loại đành lễ và cung dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại đạo tràng, con kính nhân Bích Chính Sư ạ. Cái trường về đức thầy thì sư Vương Thông của tôi đứng từ Dương và Hồ Diệp Quỳnh. Bài chư thống đức và chúng Phật tử, bài kinh này có cái tên là Rất Lá Xúc Tác. Rất Lá Xúc cũng là châu báu. Và ở trong bài kinh này đề đến Rất Lá, Rất Năng và Ni Năng, tức là những châu báu tối thượng hay là những vật quý tối thượng. Những vật quý tối thượng ở đây đề cập đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật là một ngôi báu, Pháp là một ngôi báu, Tăng là một ngôi báu. Một điểm rất là tự nhiên là chúng ta đi theo những giá trị mà chúng ta sùng kính ở trong cuộc đời. Có người thấy danh là giá trị, lợi là giá trị, học vị là giá trị, tiền bạc là giá trị. Ai thấy giá trị nào thì họ chạy theo giá trị đó, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc cách này cách khác. Thì với một người tu tập, một trong những cái cách để hướng tâm của mình là làm sao mình cảm nhận được cái giá trị của Phật, của Pháp, của Tăng. Do đó bài kinh này thường được tụng để thay đổi cái tâm tư của chúng ta và thay đổi tâm tư của muôn loài chúng sanh ở chung quanh mình, dù hữu hình hay là khuất mặt. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin trước khi dứt lời trở lại với một vài thông tin liên quan đến đại dịch Corona. Như chúng tôi nói rằng chúng ta không có cách nào khác là phải học thích nghi với cái hoàn cảnh hiện nay. Và một trong những điều chúng ta thử nghi đó là chúng ta phải thay đổi cái cách mà chúng ta đi máy bay. Ngày hôm nay thưa quý vị, cái nhu cầu đi máy bay rất lớn, đi từ thành phố này sang thành phố kia. Ví dụ như nếu có chuyện gấp thì chúng ta phải đi từ Houston sang California hay sang Florida, thì đi xe là một điều rất là chậm trễ mà phải đi máy bay. Theo hoàn giả một lúc nào đó thì chúng ta không thể không đi sang các quốc gia khác như các quốc gia ở châu chẳng hạn. Và nếu vì nào có việc cần phải đi thì nên lưu ý rằng cái cách đi máy bay bây giờ hoàn toàn không giống như ngày xưa, có nhiều điều rất là mới, rất là lạ. Thứ nhất là nếu chúng ta đi máy bay bây giờ mà mình không mang khẩu trang thì người ta sẽ không cho chúng ta lên máy bay, và người ta cũng không cấp khẩu trang cho chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng ở các phi trường dần dà họ sẽ bán khẩu trang, nhưng mà căn bản là người vào trong phi trường phải cần có khẩu trang. Tại vì khẩu trang là một điều mà không thể không có. Ở phi trường thưa quý vị thì người ta sẽ check cái nhiệt, thân nhiệt của chúng ta. Nó không hoàn toàn, nhưng mà ít nhất có hạn chế những người đang có bị sốt. Giờ nếu chúng ta bị sốt hơi cao thì để không nên ra phi trường, chắc chắn chúng ta sẽ bị giữ lại. Và rồi thưa quý vị, những cái nước rửa tay họ cung cấp khắp nơi ở trong phi trường. Và mỗi lần mình lên máy bay, trước khi máy bay cất cánh, hồi xưa họ chỉ hướng dẫn về vấn đề an toàn, bây giờ họ lại hướng dẫn về an toàn. Chúng ta nói về trong trường máy bay bị tai nạn, bây giờ họ hướng dẫn an toàn về việc cách ly, làm thế nào mà an toàn trên máy bay. Và họ cố gắng làm sao cho chúng ta ngồi càng xa với nhau càng tốt. Hai máy bay họ không muốn bỏ những cái trống ở giữa. Nhưng mà bây giờ thì với cái số người đi ít, đa số các máy bay họ muốn là người ta ngồi theo cách là hoặc là ở cửa sổ hoặc ở lối đi, ở giữa có một cái ghế trống. Cái khoảng cách nó không an toàn lắm, mà chỉ khoảng chừng chưa tới 3 feet nữa, tương đối đã đỡ. Và rồi thưa quý vị, nếu mà ngồi được ở cửa sổ thì nó vẫn xa cái lối đi người ta ra vô nhiều hơn. Hiện nay bây giờ theo cái luật của FAA, tức là cái cơ quan điều hành về hàng không của Hoa Kỳ, thì người ta sẽ ra lệnh cho tất cả hãng máy bay cố gắng để check-in mà bằng cái phone của chúng ta, gọi là mobile check-in, mà không có đụng như là boarding pass hay đụng tay đụng chân.
tất cả bây giờ chúng ta tự gần lấy trên điện thoại cầm tay chúng ta, đó là điều mà các nơi họ muốn như vậy. Họ đặt một tiêu chuẩn mới trong vấn đề chuẩn bị thực phẩm. Làm thế nào mà những người mà đóng đồ thực phẩm mang lên bay đó không có bị lây nhiễm? Dĩ nhiên là phải mang khẩu trang khi chuẩn bị thực phẩm. Và họ sẽ kiểm soát rất là chặt chẽ. Điều này có nghĩa là thực phẩm ở những chuyến bay đi dài đó, nó sẽ có cái tiêu chuẩn, một cái tiêu chuẩn tương đối là khá hơn, là chặt chẽ hơn. Và họ, người ta cũng nói rằng nếu mình đi một chuyến bay mà khoảng 12-13 tiếng đồng hồ, như đi qua bên Nhật hay đi qua Thái Lan chẳng hạn, thì trước khi đáp xuống phi trường thì sẽ có một nhân viên của hãng máy bay, họ đến họ check cái thân nhiệt của chúng ta ở trên máy bay, ngay trên máy bay. Nếu chúng ta bị sốt họ sẽ không cho chúng ta xuống, và hoặc là xuống thì phải đi vào trong nơi cách ly. Đó là một vài điểm mà người ta nói về cái sự khó khăn của thời bây giờ. Chúng ta nhớ rằng bây giờ khi mà mình đi sang quốc gia khác, cái sự khai báo về sức khỏe đó nó chi tiết hơn ngày xưa. Và chẳng những vậy đó, mà nếu chúng ta khai gian á, như ở tại Mã Lai họ mới bắt một người Anh đó, nếu mà khai gian, ví dụ mình từ đâu đến mà ở đó là tâm dịch mà mình tránh mình không khai đó, và họ biết được phạt rất là nặng. Tại cái tờ giấy mà gọi là Health Declaration Form, cái tờ giấy khai báo về sức khỏe bây giờ nó rất là quan trọng. Và dĩ nhiên là một lần nữa người ta sẽ bắt buộc là mọi người phải lấy thân nhiệt ở tại phi trường. Và những cái gọi là quá cảnh, những hành khách chuyển tiếp đó, thì thường là không được rời phi trường như trước đây để thăm viếng thành phố, mà phải ở trong phi trường. Và nếu mà mình bị ra lệnh phải cách ly trong 14 ngày thì chúng ta không có quyền phản đối, và không có quyền phản đối. Ví dụ mình đi sang bên Ấn Độ đi hành hương mà đến Thái Lan mà chúng ta bị có thân nhiệt cách ly thì họ bắt ở được 14 ngày thì chúng ta phải chịu. Nghĩa là thời gian đó không đi đâu, ở chỗ từ cái trường hợp cách ly bây giờ tôi trở thành một cái việc rất là nghiêm trọng, chứ không phải giống như ngày xưa. Và một điểm khác chúng ta lưu ý là do cái luật về an ninh đó, về an toàn, bây giờ là lên máy bay là cái hành lý trên cabin không có quá 5 kg, và không có 5 kg để họ tránh cái sự tiếp xúc. Rồi khi chúng ta mang lên phải chịu khó là bây giờ cái túi nó phải nhỏ hơn, chứ không phải giống như ngày xưa mà mang kênh cạn được. Nói chung thưa quý vị, cho đến khi nào mà có cái thuốc mà để ngừa bệnh dịch, chủng ngừa bệnh dịch và thuốc trị dịch COVID-19 ấy, thì hầu như tất cả sự đi lại của chúng ta đều hạn chế rất là nhiều, nhất là đi máy bay. Và nhớ rằng đi đâu phải mang khẩu trang, nếu không có thì chúng ta sẽ gặp rất là phiền phức. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Gautama. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Chúng tôi vừa đọc cái thông báo về đại lý Pháp Lạc. Chúng tôi không biết đại lý Pháp Lạc là ai, nhưng mà nghe trường tọa Minh Hạnh vừa thông báo thì cũng xin thành tâm để hồi hướng tất cả công đức này đến đỉnh. Xin đại lý Pháp Lạc ở cảnh giới nào cũng được nhiều phước báo và sớm viên thành quả vị giác ngộ giải thoát. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử hồi hướng và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Xin phép đọc được kinh Ratana Sutta. Yani thabhuta ni samagata ni tumma ni vaja ni vanta likhe sate vaputa sumana pavanto atho pisakate sunantu pasitam tahi puta ni sametta sate metam karothama nusija bacha yadi vacharato chaharanti ye palinta tasmahi nerakata tamata yam kinchi metam itavahurangvasake suvayam ratanam vanitam
Nam mô sa mang na thi ta tha ga te ngay đam vi bồ thê ra ta năng bà ni tăng e te na sa che na su va te ngô tu kha yang vi ra gan na ma tăng bà ni tăng ya da cha ga sa che mu ni sa ma hi to na te na tham me na sa ma thi kin chi đam vi tham me Na ta nang ba ni tang e te na sa che na su va te ho tu yam bu ta se thu ba ri wa na yi su chi sa ma thi ma nam ta ri ka nya ma hu sa ma thi na te na sa mo na we chi dam bi tham me na ta nang ba ni tang e te na sa che na su va te ho tu ye pu ka la a ta sa tang ba sa tha cha ta di e ta ni yu ga ni ho Hồn thi tê ta khu nê gia su gà ta sa sa vô ca Ê tê su đín na ni ma ha pa ngay đâm vi sáng khê ra ta năng lăng Ê tê na sa chê na su vá tê hô tu dê sơ pa dô ta Ma na sa đăng hê na ni ca mi ngô gô ta ma sa sắc lâm hi tê Ba tê ba ta ma tăng vi gây ha la tha mu tha ni pu tinh Hùng cha ma na y đam vi sáng khê ra ta năng ma ni tăng Ê tê na sa chê na su va tê hô tu ya thinh đa khi lô Ba tha huyên si tô si ya cha tô phi qua tê phi a sâm ba cam bi yô Ta thu ba măng sa pu ri sáng va đa mi yô ha ri ya sa cha ni Ni a huê Chapa sati dam vi sang khe data nang ba ni tang ye te na sa che na su va ti ho tu ye ariya sa cha ni vi pa va jan ti dam phi da bai ye na su de si ta ni kin cha pi te hon tu pu sa ma ta na te pa vang a ta ma ma di yan ti dam vi sang khe data nang ba ni tang ê tê na sa chê na su va thi ho tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pa quan ti sa ca ya di thi vi chi ki chi tăng cha si la pa tăng va pi ya đa thi ki chi cha tu ha ba ye cha vi pa mu to cha cha phi tha na ya pa po ca yam vi sang khi lăng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va thi ho tu kin cha pi so cam măng ca đô ti ba ba căng ca dê na va cha tu đa chê ta sa va pa po so ta sam ba ti cha đa pa pa ta di sam ba đa sa vô ta y đâm vi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va thi ho Ua na ba gom be ya tha po si ta ke him ha la ma se Ba tha ma s ming gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa yin ni pa na ga ming pa ra mang I ta jay dam bi bu the ra ta nang ba ni tang E te na sa che na su wa ti ho tu wa do pa rang nyu wa ra do wa ra ha do Anu ta do tham ma wa rang a de วาติวังวันเอมมานิวาจาวันตะลิเขตถาคตังเตโกมโนสัพพุจิตังโบธังนมัสสามะสุวาติโหตุยานิทัพปูตานิสัมมากตานิพุมมานิวาจาวันตะลิเขตถาคตังเตโกมโนสัพพุจิตัง ธัมมังนมัสสามะสุวาติโหตุยานิทัพพูตานิสัมมากตานิพุมมานิวาจาวันตะลิเขตถาคตังเตโกมโนสัพพุจิตังสังฆังนมัสสามะสุวาติโหตุ